Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ vào mùa mưa bão là bà con ngư dân xã Chí Công, huyện Tuy Phong lại nơm nớp lo lắng đến tính mạng, tài sản, phương tiện bởi không có nơi neo đậu an toàn. Xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận là địa phương ven biển, phần đông người dân địa phương sinh sống bằng nghề kinh doanh, khai thác đánh bắt hải sản. Nếu so với các địa bàn lân cận ven biển khác, xã Chí Công hiện có số lượng ghe thuyền thường xuyên khai thác đánh bắt chiếm số lượng cao nhất trong toàn huyện với khoảng 800 phương tiện. Chỉ tính riêng khu vực làng chài Xóm 7, thôn Hiệp Đức 1, xã Chí Công đã có hơn 600 phương tiện ghe thuyền lớn nhỏ hành nghề khai thác thủy sản tuyến lộng ven bờ. Tuy nhiên, một bất cập lớn, lâu nay địa phương không có khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão an toàn. Với điều kiện tự nhiên trái ngược, khác với nhiều địa phương miền biển phía Nam trong tỉnh, hàng năm cứ bắt đầu vào mùa Nam, vùng biển nơi đây lại trở nên sóng to gió lớn. Và mùa này, bà con ngư dân địa phương cũng bắt đầu gặp nhiều khó khăn, lo lắng đến sự an toàn tính mạng, tài sản, phương tiện của gia đình. Mới vào đầu mùa mưa, chưa có sóng to gió lớn nhiều, nhưng bà con ngư dân Xóm Chài, chợ Duồn, Chí Công phải lo tu bổ, sửa sang phương tiện, đề phòng bất trắc xảy ra. Không có nơi neo đậu ghe thuyền, vào mùa Nam, mùa mưa bão, ngư dân nơi đây không chỉ lo ngại đến tính mạng, tài sản, mà nhiều khi còn mất cả tôm cá đánh bắt được. Nhiều ngư dân vất vả sau một chuyến đánh bắt trên biển, vừa vô tới bờ chưa kịp mang lên chợ bán đã bị sóng to đánh lật úp thuyền ghe, mất hết sản lượng thu được. Thì nói chung là từ xưa đến giờ ở đây là cái phương tiện giao mà cái bãi ngang như vậy á, là phương tiện ghe thuyền đi ra vào rất khó khăn, sóng gió dữ lắm. Ví dụ như tiết mà từ tháng 4 đổ lên mà tới tháng 9, tháng 10 tiết Nam á, là sóng dữ lắm, ghe đậu không có được. Có đôi lúc mà đi vô là băng thúng cá vô là bị sóng nó quánh chìm mất luôn, làm khổ cả đêm cũng mất luôn, tiêu hết luôn, lỗ tổn lỗ hết luôn. Thậm chí là sóng gió quá thì là mấy chủ phương tiện mà không có giờ bến được á, là không kịp á, là đôi lúc cũng phải chìm ghe đó, chìm mỗi lần có 5-7 chiếc, năm nào cũng có bị chìm hết. Dân ở Chí Công này từ xưa đến nay, nhiều lúc mà quánh được cái hải sản vô giò, cá mắm vô giò, một hai cái bơi vô sóng mới chụp cái rồi, không có gì hết, tất cả cả một đêm đi lỗ dầu luôn, lỗ luôn. Chiếc ghe nhỏ này đang chuẩn bị cập bờ mang cá tôm lên chợ bán, chỉ còn cách bờ chừng 20 mét, nhưng ngư dân phải lừa canh tránh né những đợt sóng mạnh. Mất gần nửa tiếng đồng hồ mà ghe vẫn chưa thể cập bờ an toàn. Không chỉ bất tiện, tốn kém nhiều thời gian, mà bà con ngư dân địa phương còn gặp nhiều vất vả, rủi ro khác bởi không có nơi neo đậu ghe thuyền. Những ngày sóng lớn, thường từ tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, không thể neo đậu được tại làng chài thôn Xóm. Bà con ngư dân nơi đây phải di chuyển sang neo đậu bên Phan Rí Cửa hoặc Phước Thở, Bình Thạnh. Người ở một nẻo, tài sản phương tiện lưới nghề một nơi, không có điều kiện trông coi thường xuyên nên thường xảy ra tình trạng mất mát trộm cắp. Thổ bất tử chạy ra không kịp, dù vô bị chìm ở chìm cấp dưới đây cả khối này, ôi cấp bay vườn á, 5-6 chiếc luôn, đúng không? Thì giờ mấy nhà nước có hỗ trợ làm sao làm cái cán rồi cho ghe thuyền đậu em ái bớt, đó, vì bà con này là mong muốn cái gì chuyện gì đó thôi à, khi vô bằng dưới thì nước nó xuống, nó khổ, nó lợ nó ăn cắp ăn trộm nữa, anh em ta khổ lắm, đó, giữ hòa biển không khổ rồi, đâm vô trong bờ là càng khổ nữa. Cái tháng này đỡ, tháng 9, tháng 10 nước ập vô tràn đầy luôn hiện. Vô đường cái luôn á, chứ đừng người ta đi vô rồi có bữa mà vô mà mắc ăn luôn á. Theo Ủy ban Nhân dân xã Chí Công, dự án khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão trên địa bàn đã có từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thi công. Đây là vấn đề bức xúc của phần đông bà con ngư dân địa phương. Không chỉ khó khăn trở ngại trong hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản ngành nghề thế mạnh, mà còn ảnh hưởng đến an sinh cuộc sống người dân. Mong mỏi lớn nhất của bà con Xóm biển nơi đây là sớm có hệ thống kè chắn sóng, khu neo đậu tàu thuyền an toàn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm sinh sống, khai thác đánh bắt. Thì tôi cũng mong muốn cũng kiến nghị cấp trên đó, là nhà nước là để hỗ trợ sao có được cái cảng cho bà con được nhờ. Tại nói chung là bà con ở xã Chí Công này là cũng mong ước đã từ lâu rồi, cũng mười mấy năm nay, 20 năm nay rồi. Cái kè cảng cho để cho có êm ái rồi cho bà con để đậu ghe thuyền cho nó ổn định. Nếu về biển giá thì những cái mùa là áp thấp hay là hoặc là bão
như là ở dân ở đây cũng khổ là ghe phải chạy chỗ phân rí hoặc là cà ná để núp gió. Mong muốn sao cho ở tỉnh được xây dựng cái kè, cái cảng rồi cho cái ở địa phương, ở xã Chí Công cho nó đậu an toàn. Nó khổ vì bị không có cái kè này, nó chụp vô nhà luôn, ướt ép luôn nhà luôn. Kiến nghị nhiều lần rồi, đi họp lần nào cũng vậy, kiến nghị phải có lo cái kè, cái cảng cho anh em nó đậu, để chìm lên chìm xuống. Đó. Cầu nhà nước phải lo rồi làm cho dân rồi, cho nó có chỗ đậu cho nó êm ái. Ở đây về tới đây là biển giả đồ, tới tháng này là sóng gió, thuyền ở đây là có 500-600 chiếc rồi, mà bãi thì bãi ngang sóng thúng rồi, chàng thúng là chưa có tính nữa. Bây giờ thì nếu nhà nước thì yêu cầu nhà nước làm cản được cho dân thì dân mừng. Hiện cũng đã bắt đầu bước vào mùa mưa bão hàng năm, các cơ quan ban ngành cấp trên còn quan tâm sớm triển khai thi công khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão an toàn. Trên địa bàn xã Chí Công đã có dự án, kế hoạch thực hiện công trình lâu nay nhưng vẫn chưa được triển khai.